Cuộc đời và binh nghiệp hồi ký tác giả Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ giọng đọc Hải Yến số 11 Từ tháng 3 năm 1974, trung đoàn 88 bắt đầu đánh địch giành lại vùng bốn kiến tường tiểu đoàn 3 D510 được giao nhiệm vụ giải phóng tuyến kinh Nguyễn Văn Tiếp A đoạn từ kinh 10 đến kinh 12 dài 8 km do bốn đồn cấp đại đội của liên đoàn bảo an Sa Đéc chiếm giữ đơn vị sử dụng đại đội 10 và du kích luân phiên vây đồn và phải diệt cho được mỗi đồn từ 1 đến 2 tên địch nhưng không để cho chúng mang xác ra nhằm tác động đến tâm lý những tên lính còn lại. Sáu đại đội, C9, C11, C12, 16, 17, 18 được tăng cường một phần hỏa lực của trung đoàn làm nhiệm vụ cơ động đánh chặn lực lượng địch đến ứng cứu khi vây đồn để ngỏ một đường cho địch chạy nhưng bố trí cho du kích phục kích đón lõng. Như vậy, quân cứu viện của địch có đến cũng chỉ ở vòng ngoài chúng không thể sử dụng phi pháo yểm trợ lính trong đồn thì bị ta sử dụng hỏa lực tiêu diệt thương vong ngày càng nhiều lớp chết xác không mang ra được lớp bị thương không được cứu chữa kêu la thảm thiết làm nhụt trí đồng bọn một khi ra trận đương nhiên cả hai bên đều phải tính toán sao cho tổn thất ít nhất qua giao tranh trên chiến trường địch biết là đánh nhau với ta ban ngày thì khó thắng nên chúng thường tổ chức hành quân càn quét ban đêm để có thể ứng cứu được cho nhau để yểm trợ cho lực lượng tham chiến địch điều chỉnh các tọa độ pháo nhắm vào những vị trí chúng nghi ngờ có quân ta mai phục có thể nói chiến thuật hợp vây của ta buộc địch phải hành quân vào ban đêm không chỉ hạn chế được phi pháo mà ta còn chủ động dụ địch đến để tiêu diệt trong thế chiến trường cài răng lược giữa ta và địch Điển hình là trận đánh địch trên kinh 12, địch phải hành quân suốt đêm, đến sáng mệt quá, chúng lăn ra ngủ. Ta phục cả đêm không thấy địch phải đi tìm. Lúc 6 giờ sáng, đụng địch ngay đầu kinh 12. Tôi lệnh cho bộ đội bắn chỉ thiên, địch la lối om sòm. Đụng Việt Cộng rồi. Thế là pháo địch bắn tới tấp, cách đội hình của chúng 2 km. Khi pháo ngừng, địch báo cáo, Việt Cộng chạy xa rồi lập tức chỉ huy của chúng ra lệnh rút quân ra hướng lộ 12. Cuộc hành quân ứng cứu chấm dứt, quân tham chiến hai bên không có thương vong. Nhưng các đồn trên kinh Nguyễn Văn Tiếp A tiếp tục bị vây hãm. Quân ứng cứu chưa đánh đã lui, bỏ mặc đám bảo an xa đéc trong đồn bị vây chặt. Đến ngày thứ ba, không thể ngồi chờ chết, các đồn bảo an đều bỏ chạy, để lại xác chết đã bốc mùi một số binh lính vứt súng về quê, thề không đi chết thay cho lính của tiểu khu Mỹ Tho. Trong lúc địch ở Mỹ Tho tập trung binh lực lo giữ quốc lộ 4 cùng các chi khu yếu khu khác. Sau khi ép các đồn địch phải bỏ chạy, đơn vị tiến hành rút kinh nghiệm qua các trận đánh giành lại vùng 4 kiến tường. Ban chỉ huy tiểu đoàn đều có nhận xét, tuy ta và địch ở thế cài răng lược, sen kẽ, nhưng địch dựa vào đồn để cố thủ. Ta bao vây vòng ngoài, đánh quân ứng cứu lẫn đồn trú có hiệu quả. Đầu tháng 5 năm 1974, Trung đoàn 88 và Trung đoàn 320 đồng loạt tiến công vào các đồn bốt mà địch chiếm đóng trên khắp địa bàn vùng 4 kiến tường. Trung đoàn 88 giải phóng khu vực Kinh Bích, Kinh Bùi, Thắng Lợi. Đồn bốt địch ở đây đều tháo chạy ra đốc binh Kiều, Kinh Nguyễn Văn Tiếp A đồn kinh giữa, địch đóng tới cấp đại đội tăng cường, được quân khu giao cho Trung đoàn 320, đánh đã đá 5 ngày, vẫn chưa dứt điểm. Ngày 20 tháng 5 năm 1974, Trung đoàn 12 Sư đoàn 7 ngụy đổ quân xuống Bắc Kinh Cà Nhíp với sự yểm trợ của pháo binh các trận địa, kiến bình, kinh quận để cứu nguy cho những đồn đang bị Trung đoàn 320 của ta bao vây. 13 giờ, Trung đoàn trưởng Lê Ngọc Điệp ra lệnh cho tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 510 đang ở kinh bằng lăng bắc, kinh 5000 vận động đánh chặn trung đoàn 12 sư đoàn 7 ngụy ở kinh 6000 cách đồn kinh giữa khoảng hơn 1 km để đến đêm quân khu chi viện hỏa lực tạo điều kiện thuận lợi cho trung đoàn 320 đánh dứt điểm. Nhận lệnh, tôi toát cả mồ hôi hột. Không phải sợ địch mà nhận thấy đơn vị tôi không nằm trong kế hoạch tác chiến của Trung đoàn 320. Trung đoàn 320 chỉ còn hai tiểu đoàn dự bị, làm sao đánh được một đồn kiên cố như đồn kinh giữa. Tôi triệu tập các đồng chí trong ban chỉ huy tiểu đoàn, đồng chí khuyên, chính trị viên, các đồng chí tiểu đoàn phó, quang, thể, hiệp, họp để thông báo lệnh cấp trên. Trong cuộc họp, tôi nêu lên những lợi thế bất lợi của đơn vị vào thời điểm này. Đơn vị có 350 quân, cho dù được trung đoàn tăng cường hỏa lực, khoảng cách từ vị trí giấu quân đến địa điểm địch là 3 km. Địa hình đồng ruộng lúc này là mùa khô, rơm dạ đã bị cháy hết. Nhìn rõ từng sinh vật di chuyển trên đồng. Trên trời thì trực thăng vũ trang bay để phát hiện mục tiêu, chỉ điểm cho phi pháo bắn chặn. Nếu tiểu đoàn vận động tác chiến trong những điều kiện trên, chắc chắn tổn thất của đơn vị sẽ không nhỏ khi chưa chạm súng với địch sau khi ban chỉ huy tiểu đoàn trao đổi tôi điện cho đồng chí trung đoàn trưởng lê ngọc điệp báo cáo rõ những lợi hại của bộ đội trong trận đánh này chúng tôi chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn đánh là mệnh lệnh của chiến trường tôi hỏi lại lần thứ hai cũng vẫn câu trả lời đó tôi nói với trung đoàn trưởng là đơn vị không thể tiến hành đánh được nghe đối thoại của tôi với đồng chí trung đoàn trưởng qua điện thoại. Cả ban chỉ huy tiểu đoàn đều sợ ngồi im phăng phắc. Một lúc sau, đồng chí khuyên chính trị viên tiểu đoàn lấy tư cách là đảng ủy viên trung đoàn khuyên tôi. Ở chiến trường, việc không chấp hành mệnh lệnh là đồng nghĩa với kỷ luật đấy anh thổ ạ." À. Tôi nói, "Anh cứ yên tâm, mình tôi chịu trách nhiệm là được." Sau đó, từ chính ủy trung đoàn phó chủ nhiệm chính trị chỉ thiếu đồng chí Thu Sơn, phó chính ủy trung đoàn đi họp ở quân khu chưa về. Lần lượt động viên tôi chấp hành mệnh lệnh, nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ ý kiến của mình. Thời gian chậm chạp nhích từng con số, địch đổ quân xuống giữa trời nắng như đổ lửa, nhưng chưa thấy ta động tĩnh nên cũng không dám tiến công. Đến 17 giờ, địch kéo ra lộ 12 để trở về căn cứ. Một ngày căng thẳng đã chấm dứt. Cùng lúc đó, Trung đoàn 88 mời Ban chỉ huy tiểu đoàn 510 về Trung đoàn họp. Tôi đoán biết cuộc họp chắc chắn liên quan đến việc tôi chống lệnh cấp trên ngày hôm nay. Trước khi đi, tôi nói với Ban Tài chính tính toán tiền ăn và giấy cung cấp tài chính cho tôi. Còn văn bản bàn giao, tôi đã chuẩn bị sẵn. Duy có người sẽ thay thế tôi làm tiểu đoàn trưởng thì chưa viết dọc đường về sở chỉ huy trung đoàn ở Kinh Bùi, cách vị trí đóng quân của đơn vị tôi 4 km. Tôi có trao đổi với ban chỉ huy tiểu đoàn về tình hình tiểu đoàn và tôi nói hôm nay thường vụ đảng ủy trung đoàn sẽ xét kỷ luật tôi. Chúng tôi đến sở chỉ huy trung đoàn, cuộc họp bắt đầu. Tham dự cuộc họp có cả phái viên của quân khu dự, chỉ thiếu đồng chí Thu Sơn. Mở đầu cuộc họp, đồng chí trung đoàn trưởng tuyên bố lý do và đề nghị quân khu cách chức tôi để bạt đồng chí Quang, tiểu đoàn phó thay thế. Nhưng đồng chí Quang không nhận, quay sang giao cho đồng chí Thể, cũng không nhận. Cuối cùng, giao cho đồng chí Hiệp, cũng từ chối luôn. Trung đoàn buộc phải phân công đồng chí Phạm Văn An, trung đoàn phó xuống đơn vị, kiêm luôn chức tiểu đoàn trưởng và chỉ thị cho tôi về đơn vị chuẩn bị bàn giao cho đồng chí An. Tôi báo cáo, văn bản bàn giao tôi đã chuẩn bị xong, chỉ chờ người được chỉ định thay thế đến là bàn giao tại sở chỉ huy trung đoàn. Vì giấy cung cấp tài chính tôi cũng đã có nên không có lý do gì để tôi trở về tiểu đoàn nữa." Đồng chí trung đoàn trưởng nói, "Đồng chí muốn gì, hay muốn thách thức cả trung đoàn? Tôi chỉ làm đúng những gì mà trung đoàn trưởng muốn." Sau đó, đồng chí An cùng ban chỉ huy tiểu đoàn trở về đơn vị còn tôi bị tạm đình chỉ công tác chờ quyết định của quân khu. Sau khi nhận được báo cáo của trung đoàn, đồng chí tư thân, phó tư lệnh quân khu, tư lệnh tiền phương của quân khu 8, cử đồng chí Sáu Phú, phó chủ nhiệm chính trị và đồng chí Tư Bình, trưởng phòng cán bộ quân khu, đến gặp tôi để nghe tôi trình bày sự việc. Tôi nêu cụ thể, vận động ban ngày trên một cánh đồng rộng, trên bầu trời có trực thăng vũ trang đơn vị sẽ hy sinh hết. Tôi chấp nhận tòa án quân sự xử để bảo toàn lực lượng cho đơn vị để đánh trận khác. Ngày 23 tháng 5 năm 1974, tức 3 ngày sau cuộc họp, đồng chí Thu Sơn đi họp ở quân khu về, gặp tôi trao đổi. Tôi nhắc lại những gì đã trình bày ở cuộc họp với ban chỉ huy trung đoàn. Ngày thứ tư, quân khu điện xuống trung đoàn nhắc nhở phê bình tôi và điều tôi trở lại đơn vị làm tiểu đoàn trưởng như cũ. Đồng chí Thu Sơn truyền đạt mệnh lệnh cho tôi, nhưng tôi kiên quyết không trở về đơn vị mà sẽ nghỉ xả hơi ở trung đoàn bộ, vì 5 năm làm tiểu đoàn trưởng tôi mệt mỏi. Đồng chí An trung đoàn phó xuống kiêm luôn chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 510, tức tiểu đoàn 3. Cả đơn vị án binh bất động. Đồng chí An phải trở về trung đoàn đồng chí điệp yêu cầu tôi trở về đơn vị vì quân khu chưa chấp thuận đề nghị của trung đoàn và phải kiểm điểm nghiêm túc không tái phạm lần sau. tôi hỏi lại tại sao đồng chí lại ra lệnh như vậy mà không nghĩ đến sinh mạng của bộ đội. tôi quên mất là đồng chí năm nhơn còn hai tiểu đoàn nữa và đồng chí ấy nói là tiểu đoàn cậu giỏi đánh vận động nên yêu cầu chi viện. nghe nói thế tôi ra lệnh cho cậu luôn. Quân khu cũng phê bình tôi là việc điều một đơn vị này sang chiến đấu trong đội hình một đơn vị khác phải báo cáo và được sự chấp thuận của quân khu vì quân khu đã bố trí đội hình chiến đấu theo kế hoạch tác chiến chung. Sau đó, đồng chí Sáu Phú, tham mưu trưởng tiền phương quân khu, đồng chí Tư Nam, phó cục trưởng cục chính trị quân khu, điện xuống trung đoàn động viên tôi trở về đơn vị tôi thấy trên giải quyết sự việc thấu tình đạt lý và một phần vì anh em đơn vị nên mới trở về tiểu đoàn. Tôi trở về đơn vị, cán bộ chiến sĩ vui mừng khôn xiết, đặc biệt là ban chỉ huy tiểu đoàn. Hai tháng sau, đồng chí Năm Tứ, trưởng phòng tuyên huấn quân khu xuống đơn vị, đề nghị tôi viết báo cáo về thành tích ở chiến trường miền Đông Nam Bộ để đề nghị tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang giải phóng. Nhưng khi thông qua ban chỉ huy trung đoàn thì tất cả đều nói tôi mới chống lệnh cách đây 2 tháng mà đề nghị tuyên dương anh hùng là không được. Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1974, ta đã giải phóng toàn bộ vùng 4 kiến tường và kinh ba gò tháp ở trung tâm Đồng Tháp 10. Cuối tháng 9 năm 1974, Đại hội Đảng Bộ Tiểu đoàn, đồng chí Khuyên chính trị viên tiểu đoàn được điều về làm phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn 88. Cấp trên điều đồng chí Điến, chính trị viên đại đội 18 trực thuộc trung đoàn về làm chính trị viên tiểu đoàn. Do việc điều động rất gấp, đồng chí Điến mới về đơn vị nên đảng viên chưa hiểu biết nhiều về đồng chí, đại hội không bỏ phiếu tín nhiệm. Ngược lại, tôi đạt phiếu cao nhất được bầu làm bí thư đảng ủy. Theo kết quả đại hội, tôi sẽ phải đảm nhiệm cả hai nhiệm vụ chính trị và quân sự chức năng quân sự và chính trị đó là việc chưa có tiền lệ trong thời điểm lịch sử lúc đó sau sự kiện trên trung đoàn phải rút đồng chí điến đi làm nhiệm vụ khác điều đồng chí xuân phó chủ nhiệm chính trị xuống làm phó bí thư đảng ủy tôi vẫn kiêm luôn chức bí thư đảng ủy vào thời điểm này đơn vị được củng cố bổ sung thêm tân binh mới ở miền bắc vào và di chuyển đội hình về xã mỹ trung huyện cái bè tỉnh mỹ tho do quân mỹ đã phải rút về nước nên hỏa lực của chúng chi viện cho quân ngụy có phần hạn chế khiến cho việc nhổ các đồn bốt ngụy không quá khó khăn nhưng chớ trêu thay không biết dân đồn thế nào mà hễ đơn vị chuẩn bị đánh đồn nào ngay trong đêm là địch tự bỏ đồn chạy. Dân đi chợ về báo tin. Ngoài chợ người ta loan tin rằng bộ đội tám thổ đã về. Trung đoàn lo bảo vệ cho tôi nên đã báo cáo lên quân khu. Ngày 18 tháng 2 năm 1975, quân khu điều tôi về trung đoàn bộ trung đoàn 88 làm tham mưu phó tác chiến Đồng thời, điều đồng chí Nga, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 về làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 510, tiểu đoàn 3. Nhiệm vụ mới đối với tôi không đến nỗi quá khó khăn, chỉ khác là cường độ làm việc cao hơn rất nhiều vì trung đoàn 88 là một trong những trung đoàn cơ động. Tháng 3 năm 1975, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã vào giai đoạn quyết liệt, mặt trận Tây Nguyên giữ vai trò chủ đạo trận buôn ma thuật là trận mở đầu quyết chiến chiến lược. Đó là trận bất ngờ về chiến thuật và đột biến về chiến dịch, làm dung chuyển chiến lược để kết thúc chiến tranh. Tôi đang tập huấn ở Bộ Tham mưu Quân khu 8, tổ chức tại xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho. Trước tình hình chuyển biến mau lẹ, đồng chí Ba Đào, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 8 đã cho kết thúc lớp tập huấn trước thời gian để cán bộ trở về đơn vị do yêu cầu của chiến trường vào thời điểm này tin chiến thắng ở các mặt trận được thông báo từng giờ đặc biệt là tại mặt trận Tây Nguyên sau đó là các mặt trận Thừa Thiên, Huế, Đà Nẵng tôi được Trung đoàn trưởng Hai Điệp giao cho nhiệm vụ làm trưởng đoàn nghiên cứu chiến trường chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975 Trung đoàn 88 được giao nhiệm vụ đánh theo hướng từ chợ gạo tạt sang Nam Sài Gòn địa bàn hướng huyện bình chánh chúng tôi bắt đầu bằng việc đánh dấu trên bản đồ những mục tiêu là các đồn bốt chi khu khúc sông phải vượt qua nghiên cứu xong mục tiêu nào tổ chức đánh ngay mục tiêu đó nhiệm vụ của trung đoàn trưởng giao cho đoàn công tác chúng tôi là nghiên cứu các mục tiêu và đề xuất cách đánh còn dẫn đường bảo đảm cho bộ đội vượt sông rạch đã có các bộ phận khác đảm nhiệm Do có sự chuẩn bị của trên nên đoàn công tác của chúng tôi triển khai nhiệm vụ khá thuận lợi, tới đâu cũng được các địa phương giúp đỡ. Đối với các đồn nhỏ ta chưa đánh địch đã bỏ chạy. Chỉ có chi khu Tân Chủ là một mục tiêu phòng ngự rất chắc chắn, giữ vị trí rất quan trọng ở phía Nam Sài Gòn. Có thể nói đây là mục tiêu rắn nhất mà trung đoàn phải giải quyết sau khi nghiên cứu xong căn cứ chi khu chúng tôi về sở chỉ huy trung đoàn báo cáo tôi đề nghị chỉ sử dụng một tiểu đoàn bao vây chi khu tân trụ còn đại bộ phận trung đoàn vượt qua để kịp thời tiến về sài gòn bởi nếu đánh chi khu không dứt điểm thì khả năng bị thương vong rất cao nhưng đề nghị của tôi không được trung đoàn trưởng chấp thuận trung đoàn trưởng vẫn giữ nguyên ý kiến sử dụng toàn bộ binh lực trung đoàn tiến công chi khu tân trụ. Tôi báo cáo lại với các đồng chí Thu Sơn, chính ủy trung đoàn, đồng chí Tư Đơ và anh An, trung đoàn phó. Các đồng chí đều khuyên tôi, cứ làm theo những gì trung đoàn trưởng quyết định, không nên can gián, đồng chí ấy là cấp trên. Tôi không nói gì nữa. Về cơ quan tác chiến, đồng chí Nguyên, phó ban tác chiến gặp, hỏi tôi sau hôm nay ông buồn thế tôi kể lại mọi chuyện nghe xong đồng chí nguyên khuyên tôi nên ít tranh cãi với cấp trên là tốt nhất tôi đành lặng thinh và tự vấn mình có phải người nhiều chuyện không nhỉ sau đó tôi được đồng chí lam liên lạc của đồng chí thu sơn đến mời tôi lên gặp ban chỉ huy trung đoàn tôi hỏi chuyện gì vậy em không biết nhưng thái độ của trung đoàn trưởng rất lạ thấy tôi trung đoàn trưởng nói luôn mấy tháng nay trung đoàn ta chưa đánh trận nào lớn cả nên quyết tâm của tôi là phải đánh tiêu diệt chi khu tân trụ đồng chí thu sơn hưởng ứng ngay chỉ có các trung đoàn phó là im lặng trung đoàn trưởng quay sang tôi nói trận này anh không cần tham gia mà tiếp tục đi nghiên cứu các mục tiêu khác tôi sẽ sử dụng hai tiểu đoàn d 1 d 2 đánh chi khu tân trụ theo anh binh lực hai tiểu đoàn có đủ sức không? Chiến đấu may ăn may thua thôi. Đồng chí Tư Đơ hỏi, chuyện đánh nhau mà sao cậu nói giống như đi buôn vậy? Tôi im lặng tự nhủ, tốt hơn hết là không nên nói gì. Đêm ngày 13 tháng 4 năm 1975, tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 thực hành tiến công chi khu Tân Trụ. Gần như toàn bộ sức mạnh của trung đoàn dồn vào trận này ban tác chiến cử hai đồng chí Phan Anh Đào và Nguyễn Thọ Vực trực tiếp theo sát hai tiểu đoàn trước khi chia tay hai anh Đào và Vực để dẫn tiểu đoàn 3 và đoàn cán bộ tiếp tục đi nghiên cứu các mục tiêu trên địa bàn huyện Cần Duộc. Tôi căn dặn hai anh là trận này rất khó khăn, hai anh phải rất cẩn thận vì tính anh Đào vốn hiếu thắng còn anh Vực thì quá nhu mì đừng để chuyện gì đáng tiếc xảy ra vẫn chưa yên tâm tôi dặn thêm anh học đồ bản chú ý nhắc anh đào cẩn thận trong lúc trung đoàn tập trung lực lượng đánh chi khu tân trụ đoàn nghiên cứu chiến trường chúng tôi xác định mục tiêu phải giải quyết tiếp là theo cầu ông thìn để tiến quân sang địa bàn huyện bình chánh mở đường vào sài gòn từ hướng nam mục tiêu kế tiếp là cầu chữ y và tổng nha cảnh sát sài gòn trên đường đi nghiên cứu chiến trường. Không hiểu vì sao một nỗi lo cứ canh cánh trong lòng về những đồng đội tham gia trận đánh chi khu tân trụ. Quả nhiên, không phải tôi lo lắng vô cớ. Trận đánh diễn ra tồi tệ hơn tôi dự đoán. Hai tiểu đoàn D1, D2 lạc đường đến 5 giờ sáng ngày 14 tháng 4 năm 1975 mới đến hàng rào chi khu. Địch dựa vào công sự vững chắc chủ động phản kích đánh bật hai tiểu đoàn ra xa cách chi khu 1 km, chờ lệnh để ngày hôm sau đánh tiếp. Địch tập trung phi pháo đánh vào đội hình hai tiểu đoàn khiến bộ đội thương vong cao. Đồng chí Quỳnh, chính trị viên cùng hai đồng chí đào và vực của ban tác chiến đều hy sinh. Nhận được tin dữ, các anh hy sinh, tôi khóc mở cả mắt vì cả ba anh đều là bạn thân của tôi tiếp theo là tin trung đoàn trưởng và chính ủy trung đoàn về quân khu nhận nhiệm vụ khác đồng chí tư đơ trung đoàn phó lên thay trung đoàn trưởng đồng chí nam tứ trưởng phòng tuyên huấn quân khu xuống làm chính ủy trung đoàn và quân khu quyết định bỏ qua mục tiêu chi khu tân trụ thực hiện kế hoạch vừa tiến quân vào sài gòn vừa đánh và tránh các mục tiêu phòng ngự rắn chắc vì cấp trên dự đoán một khi chiến thắng gần kề, việc đánh tiêu diệt các mục tiêu đó vào thời điểm này chưa cần thiết. Về sau, thực tế diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh đã nói lên điều đó. Sau trận tổn thất nặng tại chi khu Tân Trụ, Ban chỉ huy mới của Trung đoàn tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm. Tại hội nghị, chủ yếu Ban chỉ huy nhận thiếu sót và mời tôi phát biểu tôi nhắc lại ý kiến đề xuất của mình với ban chỉ huy trung đoàn trước trận đánh. Nay động lại trong tôi là nỗi niềm tiếc thương đồng đội đã ngã xuống vì độc lập tự do và thống nhất của Tổ quốc. Ngày 20 tháng 4 năm 1975, Trung đoàn tiếp tục hành quân tiến về Sài Gòn và đã đến Nam Cầu Ông Thìn, một vị trí giáp danh giữa huyện Cần Duộc của Long An với Bình Chánh của Sài Gòn. Đó là mục tiêu khá rắn, cũng là mục tiêu cuối cùng mà trung đoàn phải giải quyết dứt điểm trước khi tiến về Sài Gòn. Vào thời điểm này, tin chiến thắng dồn dập từ các mặt trận liên tiếp được đưa về, quân và dân tại địa bàn trung đoàn đóng quân vui mừng phấn khởi. Sau tổn thất lớn ở chi khu Tân Trụ, nay đứng trước xu thế thắng lớn của toàn chiến trường, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 88 thấy lạc quan hơn. Trung đoàn trưởng Bùi Quang Đơ ra lệnh cho tôi sử dụng tiểu đoàn 3 đánh tiêu diệt cầu ông Thìn. Tôi báo cáo xin chỉ bao vây vì đồn nằm ở chung với khu chợ. Nếu ta đánh mạnh sẽ gây thương vong không ít cho dân. Về phía địch, chúng bị vây chặt không còn đường nào thoát. Vì vậy, ta chỉ nên làm công tác địch vật để bức rút đồn. Trung đoàn trưởng nghe tôi trình bày xong, ra lệnh di chuyển đơn vị đến vị trí mới thuộc địa bàn huyện Bình Chánh, trực thuộc đội hình Bộ Tư lệnh Đoàn 232 để đánh địch trên quốc lộ 50. Tiểu đoàn 3 thực hành bao vây đồn cầu ông Thìn, nhưng địch vẫn chống cự rất quyết liệt. Các đoàn binh vận và dân đến vận động binh sĩ địch, chúng liền xả súng vào đoàn biểu tình, khiến nhiều đồng bào của ta bị tổn thất. Đêm 29 dạng ngày 30 tháng 4, trước khí thế tổng tiến công thần tốc của ta, địch buộc phải bỏ lại đồn cầu ông Thìn với toàn bộ súng đạn. Tiểu đoàn 3 vào tiếp quản đồn cầu Ông Thìn, nhanh chóng thu dọn chiến lợi phẩm rồi cùng trung đoàn tiến quân vào Sài Gòn theo quốc lộ 50. Đến 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, qua làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn, tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng cách mạng vô điều kiện. Đúng thời điểm trên, trung đoàn 88 nhận lệnh tiến công đánh chiếm căn cứ nhà cảnh sát Ngụy tôi cùng bộ phận đốc chiến đến căn cứ tổng nha cảnh sát đã có đơn vị bạn chiếm giữ đang lục soát khu lưu trữ hồ sơ. Tôi báo cáo tình hình trên về trung đoàn thì được lệnh tiếp tục hành quân về khu căn cứ Bộ Tư lệnh Hải quân Ngụy. 18 giờ, trung đoàn đến khu vực cảng Sài Gòn cũng đã có một bộ phận của quân đoàn 1 chiếm giữ. Tôi báo cáo về ban chỉ huy trung đoàn, lúc này vẫn đang trong khu tổng nha cảnh sát và được lệnh di chuyển tiếp đến khu vực cầu Tân Thuận, đánh chiếm kho quân vụ số 18 và kho xăng nhà bè, trung đoàn sẽ đóng quân tại đó. 22 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975, tiểu đoàn 2 chiếm kho quân vụ số 18, tiểu đoàn 1 chiếm khu vực Tân Quy nơi có trường huấn luyện của địch, tiểu đoàn 3 chiếm khu vực kho xăng nhà bè ban chỉ huy trung đoàn đóng tại dinh quận trưởng nhà bè nằm trên địa bàn xã Phú Xuân. Tháng 5 năm 1975, các đơn vị chiếm giữ các khu kho quân tiếp vụ của địch, lợi dụng sự tin tưởng của cấp trên đã có những biểu hiện xả hơi sau chiến thắng như sử dụng vật chất chiến lợi phẩm, ăn uống thả sức, không quan tâm đến việc bảo quản vũ khí cũng như không giữ nghiêm điều lệnh kỷ luật quân đội. Tôi đến khu vực ngân hàng Tân Thuận Đông, kiểm tra tình hình, được các viên chức của ngân hàng cho biết, các sinh hoạt quản lý hành chính ban ngày thì tốt, nhưng ban đêm thì lỏng lẻo. Tôi quyết định ở lại đơn vị này 3 ngày quan sát thì thấy sự việc đúng như các viên chức và người dân phản ánh. Tôi điện về trung đoàn báo cáo những sự việc trên đều được câu trả lời. Bao nhiêu năm gian khổ nên cho anh em thoải mái và đã có chi bộ đảng bộ lãnh đạo, cậu lo cái gì? Ban chỉ huy trung đoàn còn chỉ đạo cho hậu cần chuyển gạo xăng đi gửi các huyện của Mỹ Tho, khiến cho nội bộ xì xào do nghi ngờ lẫn nhau dẫn đến kiện cáo. Quân khu 7 phải đưa quân Pháp vào điều tra. Kết quả, cả chính ủy, trung đoàn phó, chủ nhiệm hậu cần đều bị bắt do vô kỷ luật. Trung đoàn trưởng trung đoàn bị cách chức một ban chỉ huy trung đoàn mới của trung đoàn 88 được chỉ định thay thế và trung đoàn được lệnh cơ động về đội hình sư đoàn bộ binh 3 đang đứng chân ở Phước Long làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế và quản giáo quân ngụy ra trình diện. Quyết định trên đã dẫn đến sự phản ứng thái quá của chiến sĩ trong trung đoàn, dẫn đến việc chống lệnh điều động đơn vị đi xây dựng kinh tế, một trong ba nhiệm vụ chính yếu của lực lượng vũ trang lúc đó là đội quân chiến đấu, công tác và lao động sản xuất. Kết quả, gần 300 cán bộ chiến sĩ của trung đoàn bị quân Pháp bắt và đưa đi cải tạo. Trong số đó có một phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn. Đây là bài học đau xót đắt giá phải trả cho tư tưởng xả hơi hưởng thụ, chưa có tiền lệ sau chiến thắng oanh liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mất mát lớn nhất là uy tín danh dự của trung đoàn 88, một trong những đơn vị có truyền thống vẻ vang của đại đoàn quân tiên phong, sư đoàn bộ binh 308, mất cả danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Do sai lầm của thường vụ đảng ủy trung đoàn không kịp thời ngăn chặn tư tưởng xả hơi, lạc quan quá đà và hưởng thụ sau chiến tranh. Tháng 9 năm 1976 trên cương vị là đảng ủy viên trung đoàn, thủ trưởng cơ quan tham mưu của trung đoàn, từng là cán bộ lâu năm của trung đoàn 88. Tôi được lệnh về quân khu 7, tiếp nhận 250 can phạm, biên chế thành tiểu đoàn quân nhân vi phạm kỷ luật. Tôi đến trại K45, nhận số quân nhân vi phạm kỷ luật. Họ vốn là chiến sĩ cũ của trung đoàn 88. Trong lòng tôi không tránh khỏi xót xa. Thấy tôi, anh em òa lên khóc thủ trưởng đến mang chúng em đi đâu nữa về đơn vị công tác nghe tôi trả lời anh em đồng thanh reo lên sung sướng chúng ta được trả tự do rồi số quân nhân trên về đơn vị phần lớn được giải quyết cho phục viên số còn lại sau đó tham gia vào cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc trên biên giới tây nam Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.